没事，多少买个南茶就可以了。nó tùy tua tua rẻ thì đi nào là như thế, các bạn có đồng kinh doanh hàng đấy và mấy cái hàng đấy thì như kiểu trên đường luôn, nó màu sắc rồi những giá rồi mát và phát triển cổng sắc mát thì quá đẹp đấy là một cái hàng có được. Sau đó thì anh đi về, nhưng quan trọng là cái mà anh nhớ em nghĩ vẫn là cái sự ngắm biển và ngắm cả đá đẹp cái mùi biển. Những anh không biết là nhiều người biết là quá nhiều. Đông với sao anh có thể đi ra núi biển mùa này, leo lên chùa. Leo thì nó rất là nóng mùa này.